Mạc Mậu Hợp ăn chơi sa đọa, phá nát cơ đồ nhà Mạc. Mạc Mậu Hợp chỉ chú tâm vào ăn chơi sa đọa, bỏ bê triều chính, khiến nhà Mạc ngày càng suy sút, binh lực suy yếu, lòng người ly tán. Hệ quả, nhà Mạc bị chúa Trịnh đánh tan, phải rút chạy lên Cao Bằng. Nhiều việc trái luân thường đã xảy ra trong triều thần họ Mạc. Trong khi đó thì Mạc Mậu Hợp lại sống xa hoa, kiêu ngạo, hay nghe xiểm định, thường ít lắng nghe lời bàn luận, khuyên can của các bậc lương thần. Vì thế nhiều trọng thần kể cả văn và võ muốn cáo quan về hưu, Mạc Mậu Hợp phải buộc họ mới chịu ở lại. Quan Thái Bảo Giáp Trừng từng khuyên Mạc Mậu Hợp rằng chí túc bất nhục, song Mạc Mậu Hợp không nghe theo nên Giáp Trừng xin về.